Trong cái phần cuối cùng này chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là hồ sơ Twitter nó đã tiết lộ rằng là ông Adam Schiff đã can thiệp vào cái việc kiểm duyệt truyền thông của cơ quan Twitter. Thì như chúng ta đã theo dõi đó, hiện nay công ty truyền thông lớn lao Twitter mới là của ông Elon Musk đã quyết định là tung ra những cái tài liệu của nội bộ để cho thấy tại sao mà ngày xưa cái công ty Twitter cũ đó lại có những cái việc mà cấm đoán, ngăn cản những cái tài khoản của rất nhiều người dùng một cái cách nó không chính đáng. Thì qua những cái tiết lộ như vậy trước đây, chúng ta đã thấy rằng rõ ràng có chuyện là FBI đã can thiệp vào cơ quan này để mà họ yêu cầu là cái Twitter nên đóng cửa, cấm cản, loại trừ người này, người dùng này, người dùng kia ra khỏi cái mạng Twitter. Thì cái ngày thứ ba vừa rồi đây, một cái tiết lộ mới nhất lại cho thấy rằng ông Adam Schiff đó, tức là chủ tịch của Ủy ban Tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ, cũng đã có một cái hành động can thiệp y như FBI vậy, can nhờ bắt đề nghị hay là gần như áp lực Twitter phải cấm cản những cái tài khoản của một số người dùng như thế. Thì cụ thể là cái ông nhà báo là Taibbi, tức là những cái ông mà đã chịu trách nhiệm điều tra là tìm kiếm những cái tin tức, những cái tài liệu trong nội bộ và đăng tải nó, công bố nó cho công chúng đó, đã vừa rồi ngày thứ ba đã trình bày ra một cái số email qua lại giữa văn phòng của Ủy ban Tình báo Hạ viện với lại Twitter để cho thấy cái sự hợp tác qua lại nó như thế nào. Và trong đó là ông Adam Schiff đã đề nghị Twitter phải đóng cửa nhiều cái tài khoản với cái lý do là những cái tài khoản này đó chỉ có phát tán những cái lý thuyết âm mưu của cái nhóm QAnon, trong đó có tài khoản của ông Paul Sperry. Và chúng ta biết ông Paul Sperry đó, tức là một cái tay viết chuyên mục cho tờ báo New York Post, mà tờ báo New York Post chính là cái tờ báo duy nhất hay là đầu tiên khui ra cái chuyện chiếc laptop bỏ quên của ông Hunter Biden, mà sau đó nó bị Twitter xóa đi cái tài khoản, không cho dùng nữa. Nhưng mà cái ông Sperry đó, ông nói rằng là không phải là Twitter đóng cửa ông đó, bởi vì cái chuyện là về ông Hunter Biden, nhưng mà đóng cửa là bởi vì lúc đó ông Sperry đã làm ra một cái phóng sự điều tra xem là những cái nhân vật nào ở trong tòa Bạch Ốc đã tiết lộ cái chuyện là ông Trump có gọi những cái cú phone sang bên Ukraine. Và chính đối với những cái cú phone như vậy đó, nó đã là một trong những cái lý do để cho Hạ viện tìm cách truất thuế ông Trump trong cái lần lần thứ nhất. Thì Adam Smith lúc đó là chủ tịch của Ủy ban Tình báo Hạ viện đó, đã áp lực với lại Twitter yêu cầu là ngăn cản tài khoản của ông Sperry, không cho cái điều tra đó, không cho cái sự tiết lộ danh tánh của những nhân vật ở trong tòa Bạch Ốc nó được phổ biến một cách công khai. Thế thì rõ ràng thưa với quý vị, mình thấy từ những cái tiết lộ của Twitter này, hiển nhiên nó cho thấy rằng là những cái cơ quan quyền lực của chính phủ, những cơ quan quyền lực của Quốc hội đã tìm cách thao túng những cái công ty truyền thông lớn, trong đó có Twitter, để đưa ra những cái để ngăn chặn những cái thông tin tai hại cho dân chủ. Và nó đồng thời nó cho thấy một cái âm mưu nó rộng lớn là tìm cái cách truất thuế ông Trump ngay từ khi mà ông mới nhận nhiệm sở trong tòa Bạch Ốc. Và dĩ nhiên mình thấy rõ ràng những cái tin tiết lộ như vậy nó là sự thực chứ không thể nó là giả được, bởi vì ông Elon Musk hay là công ty Twitter, cho dù có nuốt mật gấu cũng không thể nào dám bịa ra những cái chuyện đó để mà phỉ báng những cái cơ quan rất quyền lực của Hoa Kỳ và của Quốc hội như vậy. Chắc chắn nó là phải cái là một cái điều là những cái tuyên bố nó rất là thực mà thôi. Thế nhưng mà dẫu sao đi nữa thì dù nó là thực nhưng mà cái hiệu quả của nó thì phải nói là nó rất là hạn chế.
nó cũng chỉ giúp cho ông Lee, cá nhân của ông Elon Musk có thể trở thành như là một chiến sĩ bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và Twitter trở thành một cái công ty phải nói là trung thực, trung lập, vô tư, hay là bảo vệ cho tự do ngôn luận, và có thể nói là một cái cơ quan không có sợ quyền lực, không sợ FBI mà cũng không sợ Ủy ban tình báo của Hạ viện. Thì có lẽ những cái điều như vậy đó nó sẽ giúp cho Twitter có uy tín và thành công ở trong tương lai hay chăng? Còn cái chuyện mà bây giờ trách nhiệm của những người đã từng nhúng tay vào cái chuyện kiểm duyệt, ngăn chặn tự do ngôn luận như thế nào thì chắc phải chờ tới cái ủy ban, những cái ủy ban Cộng hòa sẽ được thành lập sau này người ta tính chuyện. Nhưng mà trước hết mình đã nghe rất là sớm là cái ông Kevin McCarthy đó, ông đã đe dọa rằng là ông mà làm chủ tịch Hạ viện đó thì ông mới đòi trục xuất ông Adam Schiff này ra khỏi Hạ viện. Thế nhưng mà cái chuyện này thì phải chờ cho tới khi mà ông McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện thì mới tính được. Câu chuyện cuối cùng là cái câu chuyện mà bỏ quên vợ ở trên đường, lái xe 160 km nữa thì mới phát giác. Cái câu chuyện thú vị này nó xảy ra ở Thái Lan. Thì có một cặp vợ chồng gia đình Chemun muốn về quê để ăn Tết Tây mà. Thì họ mới lái xe từ cái chỗ họ cư ngụ và làm việc để trở về quê hương, một cái hành trình dài gần 6 tiếng đồng hồ lái xe đó. Thì trên một cái quãng đường xa dịu vợi như vậy, chồng lái xe nhưng mà vợ thì ra băng đằng sau để ngủ. Thì tới khoảng chừng 3 giờ sáng của ngày hôm sau rồi, thì trên một cái quãng đường gọi là rất là vắng vẻ, thì ông chồng mới tấp xe vào lề để giải quyết nhu cầu, tức là làm cái công tác thủy lợi. Thì ông ấy, thì mình thấy cái chuyện này nó xảy ra ở các nước châu Á nó rất là thường, bởi vì nó không giống ở Mỹ là trên những dọc đường xa lộ nó cũng có nhà nghỉ để cho cái người lái xe mỏi mệt tới đó tạm trú. Thành ra là cứ giải quyết cái chuyện, những cái chuyện như vậy bên lề đường là thường, mà 3 giờ sáng thì thanh vắng thì cũng chấp nhận được. Thì ông lại làm xong công tác thủy lợi thì ông lại lên xe, ông thoải mái, ông lái đi một mạch về tới quê hương. Mà có lẽ khi về tới địa điểm của quê hương, tức là 160 km rồi đó, chắc là ông mới quay lại thì ông mới báo với vợ, nhưng mà không thấy vợ đâu cả. Cái tai nạn nó xảy ra là khi ông ngừng xe lại, ông xuống ông làm công tác thủy lợi, thì lúc đó bà vợ lại thức giấc, bà lại xuống muốn làm công tác thủy lợi giống như chồng. Thế nhưng mà khổ cái là bà cứ im lặng, bà không nói với ai một lời gì, mà rồi bà còn lại cẩn thận đi vào lùm vào bụi đó, thành ra là chồng hoàn toàn không hề hay biết, cứ vậy là lái. Còn vợ thì làm công tác thủy lợi xong xuôi chạy ra xe đi mất. Thế là tá hỏa tam tinh, tinh tú nó quay cuồng đó. Thì lúc đó thì phone với lại túi xách gì thì cũng vẫn ở trên xe, chứ đi làm công tác thủy lợi thì đi làm chi. Thế là thân gái dặm trường giữa đêm khuya, bà phải lội bộ 21 km để tới một cái làng nhỏ kế cận đó, mới nhờ cảnh sát người ta giúp đỡ. Khổ một cái là bà không nhớ số phone của ông chồng, thì cảnh sát phải gọi vào cái số phone của bà. Nhưng mà họa vô đơn chí là cái số phone của bà thì bà bỏ trong cái túi xách, mà bà còn cẩn thận là gài nó vào cái ứng dụng là im lặng đó, để có lẽ là đừng làm phiền giấc ngủ của bà đó. Thành ra ông chồng thì hoàn toàn không hề hay biết, cho tới khi như chúng ta nói, nó về tới địa điểm của gần vào cái địa phận của quê hương rồi, bắt đầu ông mới thông báo thì ông mới chả thấy vợ đâu, Thúy đã đi rồi. Và ông là người sáng suốt thông minh, thành ra ông hiểu ngay cái chuyện gì xảy ra, quay lại rước vợ. Thế thì đoạn cuối của cuộc tình này nó như thế nào, hạnh phúc hay đau thương thì mỗi người chúng ta cho nó một cái kết luận. Thế nhưng mà có điều cái câu chuyện này nó lạ ở cái chỗ này, mình tưởng lấy câu chuyện như vậy thì nó nhỏ thôi, nhưng mà không ngờ là nó được đăng tải trên toàn thế giới nha quý vị.
từ Việt Nam, Ấn Độ, Hungary, Mỹ, Pháp, Đức thì đều đăng tải cái tin này cả. Cứ như thể là mấy ông phóng viên đó, ông thấy câu chuyện này nó đã quá, nó thú vị quá, hay nó hả hê quá, thành ra là rủ nhau đăng tràn lan hết trên khắp thế giới luôn. Mà cái câu chuyện này khi nó được đăng tải trên mạng xã hội thì mình thấy gần như là một điều là những cái quý vị nữ đó, cư dân mạng nữ giới đó chê ông chồng quá trời, nói rằng là ông vô tâm vô tư, lái xe cả 2 tiếng đồng hồ 160 cây số, không biết là vợ đã mất tích, không biết là đã bỏ quên vợ. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ mình quý vị nghe câu chuyện này và nghiên cứu nó kỹ thì rõ ràng là ông chồng nên được tha bổng chứ chả có tội lỗi gì. Bởi vì thứ nhất, ông ấy lái xe mà vợ không ngồi bên cạnh để mà nói chuyện cho ông ấy tỉnh táo, ông vui vẻ quay ra băng sau ngủ, thế thì vợ là rõ ràng là không tốt rồi. Bà này chỉ biết chia ngọt xẻ bùi thôi, chứ còn chua cay mặn chát là chồng đếm mình đó, nhất định là không chia đó. Và cái thứ hai nữa, xuống xe mà lại cứ lặng lẽ không nói với nhau một lời nào là hỗn rồi, là không biết đi thưa về trình rồi, thấy không? Mà rồi thì có một cái chuyện nữa là 3 giờ sáng trên một cái quãng vắng không một bóng người, chỉ có trời với đất với người ta với ta thôi, mà lại chui rúc làm gì vào lùm vào bụi đó, nó quá nguy hiểm rắn rết, mà lại không kiểm soát được cái xe, thành ra mới có một cái chuyện đáng tiếc nó xảy ra như vậy. Cuối cùng thì cái lỗi của bà cũng là không nhớ được cái số phone của chồng để mà gọi, để mà giải quyết cái vấn đề. Thành ra mình thấy nó đủ thứ trên đời, cái lỗi là nó do là phía bên bà vợ mà ra. Mà trên mạng xã hội chúng ta đẩy có một cái bình luận của một bác, không biết là quốc tịch nào nhưng mà có vẻ có lý lắm. Bác nói rằng là có lẽ là ông chồng chẳng mấy khi mà được yên tĩnh như thế. Thành ra thì ông cứ là không hề ngó ngang, cứ để cho bà ngủ, bởi vì ông cứ say sưa thưởng thức những cái thời gian nó êm đềm, nó hạnh phúc nhất cuộc đời. Thế làm sao mà biết được bà mất hay còn. Mà có lẽ là cái nhận xét này nó chỉ đúng cỡ chừng 99,9% mà thôi, bởi vì nó xảy ra rất là nhiều. Giống như câu chuyện cuối cùng tôi kể quý vị nghe, có một cái ông có vợ chạy ra ngoài quán cà phê đó để mà gặp bạn đó, mà mặt mày ông ủ ê ghê lắm, giống như thể mất trộm đêm trước. Thành ra bạn mới giật mình hỏi là mặt mày sầu não ghê gớm thế, có chuyện gì? Thì cái ông có vợ này ông mới nói rằng tại vợ tao nó thề rằng nó không thèm nói một lời nào với tao suốt một tháng. Thì ông bạn ông sáng mắt, ông nói trời ơi, cái chuyện đó là hạnh phúc chứ lại sao lại có gì mà sầu não. Thì ông chồng có vợ ông nói nhưng mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi mới chết chứ. Thành ra có lẽ là từ cái câu chuyện đó cũng phải thông cảm cho cái ông chồng người Thái Lan. Chương trình của chúng tôi kết thúc ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.